Dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sằng Khà, dạ. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charupe risikara tate chantale khe vimane di be ra khe chayame taruana gahane ge hawan thom hi khe te phun ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha lam tha pa na ga ti than ta san ti ke yang Mudi wara wacha nang sa tha vô mê su nan tu tham ma sa va na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa va na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa va na ka lo a yam pha đàn ta Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu tha sa nam mô ta sa pha ga va to Arahato Sama Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Tutiyam Vibuddhang Saranam gacchami tutiyam bi dhammang saranam gacchami tutiyam bi sanghang saranam gacchami tatiyam bi buddhang saranam gacchami tatiyam bi dhammang saranam gacchami tatiyam bi sanghang saranam gacchami Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vicca caraṇa sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadhamma sarathi sattha deva manussanaṃ buddho bhagavati nāthi me saraṇaṃ anyaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ Ete nasa chawache na hontu me chaya mangala Uta mangge na wande hang badabang som warutamang Buthe yo khalito do so butho khamatu tang mamang Swakato phagavata thammo sandhitiko akaliko ehibasiko opanayiko pachatang veditapo vinyuhitinati me saranang anyang thammo me saranang warang ete nasacha vache nahondu me Jaya mangalang uttamang ge na vande hang thammang chaduvithang varang thamme yo khalito do so thammo khamato tang mamang Subhati bano phagavato savaka sangho Ujubhati bano phagavato savaka sangho Nyaya bhati bano phagavato savaka sangho Samichi bhati bano phagavato savaka sangho Yadidam chattari burisa yugani atha burisa bungala Esa phagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakhineyo anchanikaraneyo Anuttarang bunyakhetang lokasatinathime Saranang anyang sangho me saranang warang Ete nasacha vache nahontu me chaya mangalang Uttamang ye na vande hang sangthang chaduvithottamang Sankhe yo khalito do so sangho khamato tang mamang Vanda mi che ti yang sabbang sabbathane subhati thitang Saririka thatu maha bodhing buddha rupa sakalang sada Sambuddhe atha visancha dada sancha sahasake
Nam mô Phật A Di Đà.
Nó một phần mà giá, nó một phần hai giá. Dạ, con kính ảnh đại sư. Rồi, xin chào. Xin chào các thầy học viên. Hôm nay mình học tiếp bài số bài số 3 ha. Bài số 3. Bài số 3 hôm trước là không biết mình có học từ vựng chưa, là đọc từ vựng chưa? Dạ thưa sư chưa ạ. Đọc từ vựng ha. Ở vậy học cách trước đi. Học cách trước rồi sau đó mình sẽ đọc từ vựng rồi mình tập viết câu. Tập viết câu. Giờ phép dùng ngữ cách tiếp theo là mình bắt đầu từ xuất xứ cách. Hôm trước mình học được 4 cách rồi, hôm nay học tiếp xuất xứ cách. Giờ mình xem cái xuất xứ cách được sử dụng ở trong trường hợp nào. Thì ở đây mình thấy là trường hợp thứ nhất đó là dùng để diễn đạt tình trạng tách rời hay xuất phát. Khi nói trong ý nghĩa tách rời hoặc là xuất phát thì người ta sử dụng xuất xứ cách. Ví dụ ở đây, ví dụ ở đây mình có Siddhartha Bodhisattva Pasadamha Nikami. Bồ Tát Siddhartha đã rời khỏi hoàng cung. Thì ở trong trường hợp này là trong ý nghĩa là tách rời, xuất phát là tách rời. Cái này sao rời khỏi hoàng cung? Rời khỏi này ý nghĩa xuất phát nha ha. Rồi thứ hai đó là Asi Mantino Hathamha Pati. Thanh rương đã rơi từ tay của quan đại thần. Thì ở đây cũng trong ý nghĩa là tách rời và xuất phát. Thì người ta sẽ sử dụng xuất xứ cách. Cái trường hợp thứ hai đó là dùng trong tình trạng so sánh hơn. So sánh hơn cũng được dùng với xuất xứ cách. Ví dụ như là áo vi cha anh nhê hí pa pa tham mê hí ma la ta ra hồ tí vô minh cổ quế hơn các pháp khác. Thì ở đây cái chữ ma la ta ra là cổ quế hơn, hơn cái gì đó, thì cái đó người ta sử dụng nó ở dạng xuất xứ cách. Hoặc là toàn maya uchataro hô tí, bằng cao hơn tôi. Cái tiếp vị ngữ tara ở đây nó là dùng trong ý nghĩa là cao hơn ha. Là hơn ha. Là hơn cộng với cái tính từ uchat thì nó là uchatara. Rồi mình chia nó dạng nam tánh thì uchataro, nếu mà nữ tánh thì uchatara, trung tính thì uchatara. Thì thứ hai đó là trong trường hợp thứ hai sử dụng với so sánh hơn. Thứ ba đó là dùng để xác định phương hướng. Phương hướng ví dụ như là bát to sang tha tiết gia phúc ra to thấp pi tí bát được đặt phía trước tăng dạ lê. Ở đây Purato, chữ Purato ở đây người ta không có chia nó ở xuất xứ cách, mà người ta sử dụng chữ To để thay thế cho xuất xứ cách. Ở đây phương hướng tức là để phía trước, Purato là phía trước. Rồi thứ hai đó là Chi Quá Ranh Chát, Bát Tô Chát. Bát Tô Chát Sê Sát Phá-rít Thà Rà Ní Chát Ramuna Ramaluka Aha Ký Dinh Su Y Má và những vật dụng còn lại được Phạm Thiên mang từ Phạm Thiên Giới, mang từ đâu đó Phạm Thiên Giới, để đó là xác định phương hướng.
Thứ tư đó là dùng để diễn đạt khoảng cách. Dùng để diễn đạt khoảng cách. Khoảng cách ở đây mình có thí dụ chê tá quán á bí hà rô tà quá thí ná ngá rá tô á ví đù rê tháp bì à tí tình xá kỳ viên ở không xa thành xá về. Thường mình nói là chùa chia tóc ánh nắng, chùa kỳ viên á ở trong thành xá về, nhưng mà thực chất lại chùa kỳ viên không ở trong thành xá về mà ở gần đó thôi, ở gần đó thôi chứ không ở trong thành. Dạ. Yêu người dân mà họ muốn đi nghe pháp đó là họ từ ở trong thành họ đi ra, họ đi đến chùa. Dạ. Cho nên ở đây chùa Kỳ Viên ở không xa thành xá vệ chứ không phải là ở trong thành. Dạ. Dạ, đó là nói về khoảng cách. Dạ, người ta cũng sử dụng xuất thứ cách. Dạ, thứ hai đó là ra chát đã hạ năng đa ra tình sát tí dù cho nó mất thắc kỳ anu phi dầm phá quanh nàng hồ tí vườn sòi anu phi giá vườn sòi anu phi giá cách thành ra chắc hát khoảng 30 do tù. Ở đây mình có chữ tinh sắp tí là 30, vô chân nát là do tù, mắt khát cá là khoảng khoảng 30 do tù. Thì ở đây cũng nói về khoảng cách đó là buồn xả nút tí giác cách ra nè. Thành ra chấp khá khá. Thành ra chấp khá khá. Rồi trường hợp thứ năm nó dùng ở trường hợp động từ diễn đạt ý nghĩa như sợ, ghét, kiên tánh, ngăn ngừa. Ví dụ như ở đây phô thí sắc ta cha thí gia cha ra giác và thim hà marana nên cho cả lần hai dần tí như Bồ Tát luôn sợ hãi tự sanh và bệnh và chết. Thì sợ hãi cái gì đó thì cái đó nó được sử dụng ở xuất xứ cách. Thì ở đây chúng ta thấy là chữ sanh cha tí gia rồi sự già cha ra giá rồi sự bệnh và thim hà rồi sự chết là marana. Tất cả các chữ này được đều được sử dụng ở Suzuka ở trong ý nghĩa sợ hãi. Thứ hai đó là Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Tôi xin thọ trì thì học là kiên tánh sự sắc sanh. Đây là trong nghĩa là kiên tánh. Thì chữ Panatipata ở đây đó là nó phải là chủ cấp ha. Cái Panatipata trong trường hợp này nó là Sukkat. Nó là Sukkat. Dạ. Như tại nó dùng trong ý nghĩa kiên tánh, cái chữ Veramani là kiên tánh. Kiên tánh cái gì đó. Thì cái đó được sử dụng ở dạng Sukkat. Như vậy thì Sukkat mình có 5 trường hợp. 5 trường hợp. Thứ nhất là nói trong trường hợp là tách rời hoặc là xuất phát. Thứ hai là nó trong ý nghĩa là so sánh hơn. Thứ ba là xác định phương hướng. Thứ tư là diễn đạt khoảng cách. Và thứ năm là động từ diễn đạt ý nghĩa sợ, ghét, kiên tánh, ngăn ngược. Thì sử dụng xuất xứ cách. Rồi thứ hai là sở thuộc cách. Cách thi pháp tí thứ sáu trong bài học này thì nó là 1, 2, 5 mã, nhưng mà theo cách thứ tự thì nó là cách thứ sáu. Sở thuộc cách thì mình sử dụng trong 3 trường hợp. Thứ nhất là dùng để diễn đạt ý nghĩa chỉ quyền sở hữu. Nó thường là phổ thông là nó xài ở dạng này. Ví dụ ở đây mình thấy là cách tí ca ra pramasa Papichita sa
Atthaparikharani Kunti có 8 món vật dụng, có 8 món vật dụng của bậc xuất gia, dành cho bậc xuất gia, có 8 món vật dụng dành cho bậc xuất gia của Phạm Thiên Khattikara. Ở đây mình có chữ Khattikara Pramasa, mình nói về quyền sở hữu. Thứ hai đó là Alaro Kalamo Bodhisattva Pathamo Garu Ahosi Alara Kalama là vị thầy đầu tiên của Đức Bồ Tát. Thì ở đây mình có chỉ là của Đức Bồ Tát, vị thầy đầu tiên của Đức Bồ Tát. Đó là nói về sở hữu của cái gì đó, thì cái đó mình chia nó ở dạng sở thuộc cách. Thứ hai đó là dùng để diễn đạt ý nghĩa một phần trong toàn thể. Cái phần này thì rất khó, mình phải giỏi thì mình mới nhìn vào ở trong câu mình biết nó, không thì rất khó nhìn ra. Tại mình sẽ nghĩ nó là sử dụng ở dạng sở thuộc cách bình thường thôi. Athanang Brahmananang, thanh năng Brahmananang năng ở dạng này thì nó có thể đứng ở đầu câu, cái cụm này thì nó có thể đứng ở đầu câu, hoặc là nó có thể đứng sau chủ từ, hoặc là nhiều khi nếu mà một câu dài thì nó có thể xuất hiện bất cứ ở một chỗ nào ở trong câu. Thanh năng Brahmananang năng thì ở đây là Eko Bodhisattvang Anupapachi, ý nghĩa một phần trong toàn thể. Thì ở đây mình sẽ thấy là một trong tám bà la môn. Thì ở đây mặc dù nó là sở thuộc cách, nhưng mà khi mà nó sử dụng như vậy á, thì người ta dịch nó giống như là định sở cách. Nó là định sở cách. Tại ở dạng cái cụm này thì nó có thể sử dụng ở cách thứ 6 hoặc là cách thứ 7. Nhưng mà dịch thì dịch giống như là cách thứ 7. Athanh năng Brahmana năng Eko, một trong tám bà la môn. Bodhisattva Anupapachi đã xuất gia theo Đức Bồ Tát. Trường hợp thứ hai mình có Te Sang Pha Cha Tát Ukkala năng Ananda Raja Kumaro Ukkhasa Upathako Khuisati. Trong các nhân vật đồng sanh đó, hoàng tử Ananda sẽ trở thành thị giả của Đức Phật. Thì ở đây một phần trong toàn thể. Rồi các trường hợp thứ ba dùng để diễn đạt ý nghĩa về thời gian, phương hướng, khoảng cách. Ví dụ như là Ito Sắc Tân Năng Tí Quá Sa Năng Ái Chí Dê Ná Maha Maya Đề Vì Marisati. Từ đây đến 7 ngày Hoàng hậu Maha Maya sẽ băng hà. Thì ở đây nói về cái khoảng cách, thời gian, ý nghĩa về thời gian, từ đây đến 7 ngày. Thứ hai là Purat Paramattharamamha Yojanasat. Trường hợp một hồi nãy là nói về thời gian ha, là 7 ngày. Rồi trường hợp thứ hai Puratthima Paramattharamamha Yojanasa Makkhakke Mama Gheho Hoti. Nhà tôi cách chùa Siêu Lý một do tôi. Và đây nói về khoảng cách. Thì khoảng cách người ta cũng sử dụng ở cách thứ
thứ sáu. Hôm trước mình ở cách thứ hai, cách thứ ba mình cũng có nói về khoảng cách. Bây giờ mình gặp ở cách thứ sáu thì cũng có trường hợp sử dụng khoảng cách. Như vậy thì cách thứ sáu sở thuộc cách này thì sử dụng trong ba trường hợp, thường sử dụng trong ba trường hợp. Thứ nhất là chỉ quyền sở hữu, thứ hai là diễn đạt một phần trong toàn thể, rồi thứ ba thì nói về ý nghĩa thời gian, phương hướng và khoảng cách. Rồi đến định sở cách Satami Vipatti. Gia đình sở cách được sử dụng ở trong trường hợp nào, chúng ta xem đây. Ta sẽ có mấy trường hợp ra đây. Trường hợp 1, định sở cách diễn đạt nơi chốn mà sự vật hay một hành động xảy ra hoặc hiện hữu. Thì nơi chốn, cái phần này khi mà nó nói về nơi chốn thì nó giống như là trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ nơi chốn. Ví dụ như là tada satat manusako tiyu savati yang vasanti, khi ấy 70 triệu người sống tại thành Sa Vệ. Thì ở đây savati yang tại thành Sa Vệ, là chỉ nơi chốn. Rogi manh chăm hí say giấc tí, bệnh nhân đang nằm trên giường. Ở đây trên giường chỉ nơi chốn. Trường hợp thứ hai đó là diễn tả ý nghĩa về một tập thể mà từ đó tách ra một phần tử. Nó giống như là trường hợp cách thứ sáu mà xin lỗi lúc nãy. Thì ở đây mình có là Uy Sút Ra Chắc Cô Mà Rì Sút Ê Cô Phút Thăng Ánh Quốc Quách Chí Tập Cô Hồ Tí. Thì ở đây mình có gì? Một trong hai vị hoàng tử, một trong hai vị hoàng tử nên xuất gia theo Đức Phật. Một trong hai vị bằng tử thì ở đây nó cái chữ quy xuống ra chắc của ma thì xuống ví dụ ở đây sẽ cắt. Thứ hai đó là ti xuống chi vare xuống tăng tha tí cha đi tung áp in hàng vare cùng chi dí trong tam y tăng và lê thường được sử dụng để đắp. Trong tam y thì ở đây mình có chữ trong tam y tăng người thường được sử dụng để tập. Thì đó là một tập thể, từ đó tách ra một phần tử. Cách thứ ba là dùng để diễn đạt thời điểm xảy ra hành động. Cái này thì nó giống như là tặng từ chỉ thời gian, khi mà nó nói về nơi chốn thì nó giống như là tặng từ chỉ nơi chốn, còn nó nói về thời gian thì nó giống như là tặng từ chỉ thời gian. Ví dụ ở đây mình có Phúc Phần Ha Samay Dê Khi Thác Aga Phồn Hí, tôi đến đây vào buổi sáng. Thì mình có chữ Phúc Phần Ha Samay Dê. Thứ hai mình có ví dụ là Ra Chắc Cú Ma Rô A Sa Lha Cùn Na Mí Gia Rất Si Văn Pá Pá Chí Tùng Ní Khá Mí. Thái tử ra đi xuất gia vào đêm trăng tròn. Tháng A sao khác. Vào đêm trăng tròn tháng A sao khác. Thì đó là nói về thời điểm. Thời điểm. Thứ tư là dùng để diễn đạt một tình huống đã xảy ra, một sự việc gì đó. Ví dụ ở đây mình có gì? Phô thí sách tê chùm nát mê nút xăng phát xanh tê sô cô cha giết. Khi Bồ Tát thấy người già thì sự sầu muộn.
khi Bồ Tát thấy người già thì sự sầu buồn đã sanh lên. Khi diễn đạt một tình huống đã xảy ra một sự việc gì đó, ở trong trường hợp này thì nó thường là một chủ từ, một danh từ với một phân từ, thì phân từ đó nó có thể là quá khứ phân từ hoặc là hiện tại phân từ. Thì ở đây người ta sử dụng là hiện tại phân từ. Tathā rājā kumāre pappacchante brahmā pūjitum parithārāni āhāri. Thái tử Siddhartha xuất gia, phẩm thiên khi thái tử Siddhartha xuất gia. Ở cụm này thì thường là khi mà nó sử dụng với phân từ thì thường dịch nó là khi. Đây, cụm này dịch nó là khi. Khi thái tử Siddhartha xuất gia, phẩm thiên đã mang các vật dụng đến để cúng dường. Phẩm thiên mang các vật dụng đến để cúng dường. Đây là, đó là phần định sở cách. Vậy định sở cách mình sử dụng trong 4 trường hợp. Thứ nhất là nói về nơi chốn. Thứ hai là nói về một tập thể, từ đó đặt ra một phần tử. Thứ ba là diễn tả thời điểm xảy ra hành động. Thứ tư là diễn đạt một tình huống đã xảy ra một sự việc nào đó. Chúng ta một tình huống ha. Rồi phần 4, phần 1-4 là phần cách thứ 8 là hô cách Alakhanapati. Hô cách trong tiếng Mali thì dùng để diễn đạt sự kêu gọi. Dùng thường hay gặp ở trong kinh đó là này các tỳ kheo, này gia chủ, này thiện nam, này tín nữ gì đó. Thì cái đó là sử dụng ở dạng hô cách. Ở đây ví dụ mình có các là chanh nát bí ma năng sắc cách tăng ba chi hí, này chanh nát hãy đánh xe về hoàng cung, hoặc là ê hí thí khú thoát kha tô tham mô chá rác pram chá yang sama đu phát sát ân tá kí ri dài giá, này thì khu hãy đến, này thì khu hãy đến. Những thí khú ở đây là này thì khu ở đền sở cách. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Hoặc là ở đây mình có cái ví dụ là Pramana Tawa Thamang Đề Sế Sa Mí Tăng Suna Hí Sa Thúc Căng Manasika Rô Hí. Này là Bà Lâm Môn, ta sẽ thuyết pháp cho ông. Hãy lắng nghe và theo tác ý. Hoặc là ở trong, ở đây thì phần lớn mình dịch là chữ này. Hoặc là ở trong văn nói, hoặc là trong câu thông thường, những câu chuyện nó ví dụ như là mình dịch là thưa mẹ, thưa cha, thưa ông gì đó. Những cái chữ đó mình cũng có thể sử dụng nó ở dạng hô cách. Ví dụ như là mình có là ta tác, ta tắt thư mẹ, hoặc là ta tắt thư cha gì đó, thì người ta cũng sử dụng nó ở dạng hô cách. Thì chủ yếu là hô cách này là từ dùng để gọi thôi, để gọi. Có một số trường hợp nó được sử dụng thẳng ở dạng hô cách, tức là nó là một dạng từ ngữ giống như là ở hô cách, mà nó không cần phải chia theo theo các danh từ như Pramana Thú hoặc là Chanh Nát. Ví dụ như là mình gặp cái chữ Thanh Tê Bạch Ngài, chữ Thanh Tê đó là nó tự động, cái chữ đó là nó hình thành nguyên mẫu của nó như vậy. Hoặc là Áo Xô này hiện giả như vậy. Các chữ đó là nó mặc nhiên nó sử dụng ở dạng định sở cách, ở dạng phụ cách, nó không có chia được.
Còn ở đây chữ chanh lá hoặc là bhikkhu brahmana là mình phải chia theo cái bảng của nó. Thì đó là học cách. Rồi như vậy thì mình đã học xong 4 cách còn lại. Kết hợp với bài hôm trước mình đã học tất cả là 8 cách. Bây giờ mình sẽ đọc các từ vựng ở trong phần này. Sau đó mình sẽ tập đặt câu với 8 cách mà mình đã sử dụng, nó mình đã học, để xem phải mình có thể đặt câu được hay không. Giờ mình sẽ đọc từ vựng trước ha, sẽ đọc một bài như này mời lớp học. Satikara Brahma Aharati Pujeti Sanghati Uttara Sangha Antara Vasaka Patta Kati Panthana Suji Upahana Suji Sutta Pura Parisawana Nisidana Vasika Satika Sataka Thavika Uthap Uthapatika Uthapatika Bhikkhu Bhikkhu Sangha Paichiya Jivara Kasawa Pinapata Senasana Ilanapesecha. Rồi, đó là một số từ vựng. Mình kết hợp với các từ vựng mà mình đã học ở trong quyển 1, quyển 2 này để mình tập đặt câu ha. Rồi bây giờ mời lớp đọc phần từ vựng này đi. Anh Khánh có lên lớp học với con rồi? Dạ có sư. Mời các sĩ đọc từ vựng. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Con xin đọc các từ vựng ạ. Gatikara Brahma Phạm Thiên. Gatikara Arharati là mang đến. Pujeti là cúng dường. Sangati là y tăng và lê. Uttara Sangha là y vai trái. Antara và sắc cá là y nội. Bát tá là bình bát. Cá tiếp ban thá ná là dây thắt lưng. Upa há ná là dép. Su chí là cây kim. Sút tá là sợi chỉ. Hú rá là dao cạo. Parissa quá ná là đồ lọc nước. Ní si đá ná là tọa cụ. Quá xí cá sa tít ca y tắm mưa. Sa tá cá y tắm chấm choàng. Thá quý ca là dèm. Bút thá phá tít cá là Phật tử. Thích khú là tỳ khưu. Thích khú sang khá là chư tỳ khưu tăng. Bát chá giá là vật dụng. Chi quá rá là y phục. Ca sa quá là y ca sa. Pin đá bát tá là bậc thực. Sê na xá ná là trú xứ. Ghi la ná phê xá giá là thuốc trị bệnh. Dạ con xin hết. À, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc. Khatikara Brahma Phạm Thiên. Khatikara Aharati mang đến. Atha tám. Pujeti cúng dường. Papachita bậc xuất gia. Sankhati y tăng già lê. Uttara Sangha y vai trái. Antara Vasaka y nội. Patta bình bát. Kati Panthana dây thắt lưng. Upa há ná dép. Su chí cây kim. Sút tá sợi chỉ. Khú rá dao cạo. Parisa quá ná đồ lọc nước. Nisi đá ná tọa cụ. Quá xí cá
Sa tí ca y tấm mù, sa tá cá y tấm, thá quý ca dèm, bút chá tí được gọi là bút thá phá tí cá Phật tử, sang khá tăng già, phí khu tỳ khu, phí khu sang khá chư tỳ khu tăng, chá tức bách chá giá tứ vật dụng, chi quá rá y phục, ca sa quá y cà sa, biên đá ba tá vật thực, xê na xá ná trú xứ, ghi là ná phê sát chá thuốc trị bệnh. Dạ xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Rá tí ca rá pra má phạm thiên phá tí ca rá a há rá tí là mang đến, u chê tí là cúng dường, săn kha tí y tăng già lê út tá rá săn kha gá y vai trái, xuất tá là sợi chỉ, khú rá dao cạo, bá rít xa quá ná đồ lọc nước, ní si đá ná tọa cụ, vát xí cá sa tí ca y tắm mưa, sa tá cá y tắm tắm tròn, thá ví ca dèm, bút thá phát tí cá Phật tử, bích khú tỳ khu, bích khú sang khá chư tỳ khu tăng, bát chá giá vật dụng, chi quá rá y phục, ca sa quá y cà sa, đinh đá ba tá vật thực, xê na xá ná trú xứ, ghi la ná phê sách chá thuốc trị bệnh. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc. Ga tí ca rá râm má phạm thiên ga tí ca. Ga tí ca rá a ha rá tí mang đến, bô chê tí cúng dường, săn ga tí y tăng già lê, út tá rá săn gá y vai trái, xuất tá sợi chỉ, khú rá dao cạo, bá rí xa quá ná đồ lọc nước, ní si đa ná tọa cụ, quá xí cá sa tí ca y tắm mưa, sa tá cá y tắm tròn, thá quý ca dèm, bút thá pháp tí cá Phật tử, bích khú tỳ khu, bích khú săn khá chư tỳ khu tăng, bách chá giá vật dụng, chi quá rá y phục, ca sa quá y cà sa, binh đá ba tá vật thực, xê na xá ná trú xứ, ghi là ná phê sách chá thuốc trị bệnh. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Gati kara rama là phạm thiên, gati kara aharati là mang đến, ucheti là cúng dường, sangati là y thăng già lê, uttara sangha y dài trái, sutta sợi chỉ, khura dao cạo, parisavana đồ lọc nước, Nisidana tọa cụ, Vassi Kasatika y tắm mưa, Sataka là y tắm tròn, Thavika là dèm,
Tha Patika là Phật tử, Bhikkhu là tỳ khu, Bhikkhu Sangha chư tỳ khu tăng, Paccaya vật dụng, Chivara y phục, Kasava là y kasa, Pindapata vật thực, Senasana trú xứ, ý là na bề chất giá là thú trị bệnh. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Gati kara brahma phạm thiên gati kara aharati mang đến bujeti cúng dường sankhati y tăng già lê uttarasa sankha Uttara Sangha, y vai trái, Sutta, sợi chỉ, Kura, dao gạo, Pari, Savana, đồ lọc nước, Visidana, tọa cụ, Vasi, Kasatika, y tắm mưa, Sataka, y tắm tròn, Thavika, dèm, bút đá bát tí cá, Phật tử, bí khu, tỳ khu, bí khu sang khá, tỳ khu tăng, phát tra giá, vật dụng, chi vá rá, y phục, ca sa quá, y ngà sa, hình đá, hoa tá, vật thực, xê đà, xá ná, chú xứ, dư là ná, đề sát trá, trị bệnh. Dạ, mời Phật tử Lâm Thị Nương à. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Gati kara brahma là phạm thiên, gati kara aha rati là mang đến, attha là tám, ujjati là cúng dường, Rampachita là bậc xuất gia, Sanghati là y tăng già lê, Uttarasangha là y vai trái, Antara Vasaka là y nội, Patta là bình bát, Kati Panthana là dây thắt lưng, Upahana là dép, Suchi là cây kim, Sutta là sợi chỉ, Kura là dao cạo, Parisawana là đồ lọc nước, Nisidana là tọa cụ, Vasika Satika, Satika là y tắm mưa, Sataka là y tắm choàng, Thavika là dèm, Uchati là được gọi là Buddha, Bhattika là Phật tử, Sangha là tăng già, Bhikkhu là tỳ khu, Bhikkhu Sangha là chư tỳ khu tăng, Paccaya là vật dụng, Chivara là y phục, Kasava là y kasa, Pindapata là vật thực, Sena Sana là trú xứ, Gila Nafe Sakcha là thuốc trị bệnh. Dạ. Gila Nafe Sakcha. Gila Nafe Sakcha là thuốc trị bệnh. Dạ, con cảm ơn sư, con đảnh lễ sư. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Chủ vựng Khatikara Rama Phạm Thiên Khatikara Aharati mang đến Phù Trì Tí Cung Dường Sân Kha Tí Y Tăng Già Lê Uttara Sân Kha Gá Y Vai Trái
Parish Ulululu. Chạy đâu vậy? Đâu đấy? Mà không chữ rồi. Đâu có. Đi về trái này tới chỗ kia mà. Rồi chạy đâu vậy? Giờ về tiếp tục. Anh ta anh ta ra qua xe cá đi nội bắt tá bình bát cá tiếp bên đá ná dây thắt lưng bằng thanh ná. Dạ cá tiếp bên thái ná dây thắt lưng ú bà há ná dép xu trí cây kim chút tá sợi chỉ khu rá dầu cạo barisha quá ná đồ lọc nước lý si đá ná tòa cũ quách xí cá xe tí ca y tấm mưa xe tá cá y tấm tấm tròn thái quý ca dèm bút thát thát tí cá phật tử bích khú tỳ khu bích khú sân khá chư tỳ khu tăng bát cha giá vật dụng chi quá ré y phục ca sa quá y ca sa binh đá ba tá vật thực sê na sá ná trú sứ ví lê ná phê sách trá dạ, thuốc trị bệnh. Dạ thưa sư xin hết, cảm ơn sư. Dạ xin mời phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa cư sư, con xin đọc ạ. Gatika ra brahma thảm thiên gá tí ca rá a há rá tí mang đến pu chê tí cúng dường sang gá tí y tăng già lê uttara sang gá y vai trái antara wa xá cá y nội bát tá bình bát ca tí ban tha ná dây thắt lưng thá ná dây thắt lưng căn tí ban thá ná dây thắt lưng u pá há ná dép su trí cây kim sút tá sợi chỉ cú rá dao cạo parisa quá ná đồ lọc nước ní si đá ná tọa cụ hoa xí cá sa tí ca y tắm mưa sa tá cá y tắm tấm choàng thá ví ca dèm bút tha pha pha tí ca pha tí cá phật tử bích khú tỳ khiêu bích khú sang cá chư tỳ kheo tăng bát chay giá vật dụng chi quá rá y phục ca sa quá y cà sa pin đá ba tá vật thực sê na xá ná chú xứ ghi la ná phê sách trá thuốc trị bệnh. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời phật tử Phương Ti ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Gắt tí kha gắt ra má phẩm thiên gắt tí kha ra á há gắt tí mang đến ắt thác tám bu dê tí cúng dường bắp bát dí tá bạc xước da sang hà tí y tăng già lê út tắc rách sang gác y vai trái anh tắc rách và sa há y nội bắp tá bình bát há tí văn đắc nát dây thắt lưng út ba hà nát dép xu xí cây kim, xuất tá, sợi chỉ, khú rá, dao cạo, barisa, và ná, đồ lọc nước, nisi, đa ná, tò cụ, vasi, kha, sa, tá khá, y tắm mưa, hát ghi ca, dèm, bích khu, trì khu, bút chắc tí, được gọi là, bút đắc hát ý khác, phật tử, săn hát, tăng già, chắc túc bát cha giác tứ vật dụng si và rác y phục bin bát
bin đá ba tá vật thực sê na sa na chú xứ di la na bê sa giác thuốc trị bệnh. Dạ con xin hết. Ai nghĩ đọc đại quá giờ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Xin mời Phật tử Quang Thanh. Con sư sư con xin đọc. Gá tí cá giá răm má là phạm thiên. A há gá tí là mang đến. Bu chê tí là cúng dường. Xăng ha ha tí là y tăng tà lê. Út tá rá xăng gá là y vai trái. Ăn tá rá quá qua xá ca là y nội. Bát tá là bình bát. Ca cá tí băn thá ná là dây thắt lưng. Ú bá há ná là dép. Su chi là cây kim. Sút tá là sợi chỉ. Khú rá là dao cạo. Bá rí xá quá ná là đồ lọc nước. Ní sa đá ná là tọa cụ. Quát xí, xí cá sa tí ca là y tắm mưa. Sa tá cá là y tắm choàng. Thá quý ca là rèm bút. Thá phá bút tha bút thá pháp tí cá là Phật tử. Bích khú là tỳ kheo. Bích khú sang há là tỳ kheo tăng. Cái từ dưới con không nhìn rõ, có thể là đẩy lên cái màn hình cho con tí được không? Đây đọc đi. Từ sâu tăng. Bắc, bách trá rá là vật rụ. Bắc trá rá là vật rụ. Chi quá rá là y phục. Ca sa quá là y cà sa. Bin đá ba tá bá ta bin đá ba tá là vật thực. Sê ná xá ná là chú xứ. Ghi lá ná phê xá sách cha là thuốc trị bệnh. Cái này là đọc như nào con thấy nó sẽ sai không? Thôi để từ từ tập đọc. Rá tí là mang đến bùn chì tí rồi. Con cảm ơn sư. Con trả con xin sớm. Con đọc sau rồi ạ. Dạ, xin mời Phật tử Nguyễn Minh Tâm ạ. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Rá tí ca rá râm má phạm thiên. Rá tí ca rá Aharati là mang đến. Buche tí cúng dường. Sangha tí y tăng già lê. Uttara sangha y vai trái. Anh dạ bà sư kéo xuống con. Anh tá rá va sát cá y nội. Bát tá là bình bát. Cá tí bành thá ná dây thắt lưng. Ú ba há ná là dép. Su chí là cây kim. Xuất tá là sợi chỉ. Hú rá là dao cạo. Bá rít xa quá ná đồ lọc nước. Ní si đá ná tọa cụ. Vách xí cá ra tí
Quát xí cá sa tít ca là y tắm mưa. Sa tắc cá y tắm tắm tròn. Thá vi ca, thá vi ca là dèm. Quát thá ba tít cá Phật tử. Bít khú là tỳ khu. Bít khú sang giá là tỳ khu tăng. Bát chá giá là vật dụng. Chi vá rá là y phục. Ca sa vá là y cà sa. Bin đá ba tá là vật thực. Sê na xá ná là chú sứ. Ghi là ná bê sách chá là thuốc trị bệnh. Dạ thưa sư, xong ạ. Có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư, đã hết rồi sư. Mời lớp nghe đọc lại ha. Lớp đọc còn sai chữ. Có quên chữ rồi. Nghe đọc lại. Khatikara Pramma. Khatikara Pramma. Aharati. Pujeti. Sankhati. Sankhati. Putra Sangha. Putra Sangha. Antara Vasaka. Antara Vasaka. Patta. Katipanthana. Katipanthana. Upahana. Upahana. Suji. Sutta. Kura. Kura. Paritawana. Paritawana. Nisidana. Vasika Satika. Vasika Satika. Sataka. Avika. Putta Patika. Putta Patika. Bhikkhu. Bhikkhu Sangha. Bhikkhu Sangha. Paichaya. Jivara. Kasawa. Pinapapa. Senasana. Ilanapesecha. Ilanapesecha. Rồi bây giờ lớp sử dụng các từ vựng này. Rồi một số từ vựng mà mình đã học trước đây để mình viết tập viết thành câu sử dụng trong tám cách. Bây giờ mình có thể viết lại ở trong chat. Rồi lớp sẽ copy vào ở trong đây để mình xem coi biết đúng sai như thế nào. Rồi ai biết được cứ biết đi, biết rồi sẽ copy lại nha. Mình có thể biết trong chat hoặc là trong chat hay tập viết trong chat đi cho quen. Còn khi mình để vậy mình không thấy cái mục chat của mình Khánh. Chị ăn rồi em. Đi cái nào? Hết gì sao? Có ai biết không nãy giờ? Nãy giờ chưa có ai viết. Dạ con đang viết nha sư. Tập viết sử dụng trong 8 cách đó, thay vì chỉ 4 cách thôi thì viết cả 8 cách hay thế nào cũng được.
Dạ, thấy có Phật tử An đã viết sư ạ. Đây mình có một câu có người biết rồi nè. Pháp năng pháp chi tà năng Parik Harani Pháp tăng pháp tí hả? Chấp cái m chấm dưới không được hả, sao mà viết cái m chấm trên đây? Dạ chị em như vậy cũng là giống nghĩa hả sư, chấm dưới chấm trên cũng giống, thành ra con làm như vậy nên nhà chấm dưới rồi. Chấm trên ngày xưa cho bạn mới này thì ta sử dụng không biết sử dụng chấm dưới. Đây gì tất thân năng pháp tích chí tà năng trong khó vật dụng trong tâm nói vật dụng bát ra con này dịch sao? Dạ, một trong vật dụng của bậc xuất gia là mình bán chứ mà không giết dần cho cô Lan Lan. Năng pháp tàn năng được cái gì đâu được. Chị sửa giùm con. Cái đó muốn biết làm sao? Muốn biết làm sao? Dạ, con muốn biết là một trong tám vật dụng của bậc xuất gia là bình bát. Một trong tám vật dụng của bậc xuất gia là bình bát. Chị làm biết là bình bát. Bát phải là chủ từ hả sư? Bát là một trong tám dụng của bậc xuất gia. Chứ có chữ eco nó mới được nữa không sư? Eco là một trong tám. Bình bát là một trong tám vật dụng của bậc xuất gia. Trong tám món vật dụng của bậc xuất gia là bình bát. Biết vậy. Một trong tám món vật dụng của bậc xuất gia là bình bát.
Mexico. Ở đây mình phải bắt ô, tại mình bắt cái mình bắt nó là năm. Tám món vật dụng của bậc xuất gia, bình bát là một trong tám món vật dụng của bậc xuất gia. Rồi có ai biết gì nữa không nãy giờ? Dạ con cảm ơn sư. Đâu có con hả sư? Không ai làm cái quá thì cái chữ ca viết không được cái sư chữ Buddhabatika Buddhabatika Phật tử ca số nhiều những Phật tử ca. Dạ. Có sa 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 năng sa chữ sa cũng chữ sa nữa sư. Sa sa năng. Năng m nặng nữa sư. Sunitoa hả? Dạ, Sunitoa. Hoàng tiền mắt anh muốn có cái chiếc cắt tử gì sau khi nghe lời dạy của Đức Phật đã xuất gia theo ngài hả? Dạ dạ nếu gì được không sư? Chỉ xuất gia theo ngài tại hôm trước mình có một số kiếp đồng nữ như là muốn ấp phí anh tí gì đó thì trước nó là cách thứ hai anh nhớ cái đó. Cái này nó phải là tăng ánh phúc cái chí. Dạ, dạ, cảm ơn sư. Có mình biết vậy thì mình mới nhớ còn... Ê, sư ơi, mấy nãy con thấy cái Bồ Thí Xuất Tề Ná nè sư. Bồ Thí Xuất Tề Ná ở đâu pháp tác chí hả? Là đã xuất gia theo Đức Bồ Tát á. Thế cũng dùng cách số 7 á, cách số 3 á sư. Dạ ở ngay chỗ sở thuộc cách mà cách thứ hai á, dùng để diễn đạt ý nghĩa một phần trong toàn thể. Thì cô vô đi sắp tăng nó có cái chí. Dạ. Là sách cũ quá phải không? Dạ chắc sách cũ sai hả sư? Sách cũ có gì chứ. Dạ vậy là án uống trước án uống là dùng cách số 2. Lúc còn sợ có cái số mình chưa có nhớ. Dạ. Sư đưa cái câu chơi là thành thanh tạc năng á. Tiếng chữ N. 108. Á thanh năng á sư. Ai biết câu nào nữa không nãy giờ? Dạ con chán rồi nó sư. Hả? Đó
con thấy nào. Chắc chịu không thấy. Cái nãy con bị ao ra rồi, chắc con vô lại. Con viết thêm đi. Ai biết được viết thêm đi. Bảo cái gì được con từ ra chắc có ma rồi. Viết từ ba từ trở lên, một câu từ ba từ trở lên đi được. Mấy con nó bị văng ra hoài đó sư ơi. Dạ bạch sư. Mạng của con nó kỳ quá. Từ sao con thấy màn hình sư? Làm gì? Làm gì? Tại vì con thưa bạch sư, con biết mà mấy chữ cái màn hình nó bị văng ra luôn rồi. Giờ con đọc được không sư? Đọc thử thôi. Dạ con đọc rồi, con đọc rồi. Ti hăng pá ná. Má hà ra chá. Ách thí ăn nhô. Có hả? Dạ, ác thí ăn nhô. Cô chí. Atana. Piyataro. Piyá gì? Dạ, bí giá tá rô. Tá rô hả? Tá rô hả? Dạ. Dạ, ý tí. Câu gì tôi không biết gì. Làm sao? Câu nói gì làm sao? Câu này trong kinh, trong câu này trong kinh Mi Tiên Bóng Đáp đó thưa sư. Thấy vậy làm sao? Dạ. Còn cái câu trước con viết vợ giang thì mạng nó rớt đó nè. Cái câu này sao? Dạ. Cái gì vậy? Sao? Cái gì vậy không? Dạ cái câu này là Tâu Đại Vương đối với người, đối với ngài thì có ai khác, có người nào khác thương, có người nào khác mà thương yêu hơn chính bản thân mình không? Đối với mình thương yêu hơn chính bản thân mình không? Có ai khác từ chính bản thân yêu thương hơn không? Thì cái bài này dịch là có người nào khác đối với mình thương yêu hơn chính bản thân mình không? Tâu Đại Vương. Dạ. Yeah. Nhưng tao đại vương, đại vương có người khác, có người
thương diệt, thương hơn, âm thanh khác thương hơn mình. Tuy nhiên thưa đại vương, đối với đại vương, có người nào khác thương hơn mình, có người nào khác thương hơn mình? Đâu đó dạ đúng rồi. Dạ thưa bậc đại vương, có ai khác, có người nào khác dạ đối dạ đối với mình thì thương yêu hơn chính bản thân không? Câu này thì muốn nói là chính tự bản thân mình thương yêu hơn. Có cái người nào khác mà mình thương hơn, thương bản thân mình? Chính bản thân mình, dạ đúng rồi. Có người nào khác? Khi giác ta rồi thương thân bản thân mình, ở cái câu khác đi tiếng như câu này dạ. Chắc quá, tại vì khi biết nó rơi ai biết câu nào khác không đấy? Câu của chị Hoa với của Phật tử An Trần nữa sao? Thưa sư, con muốn biết là vật dụng của tỳ khư tăng là y nội, y vai trái và y tăng già lê. Vật dụng hả? Dạ, y phục. Dạ, y phục của của tỳ khưu tăng.
viết ra y phục của tỳ khu tăng là hả? Dạ con muốn viết là hình như thấy cái chữ chivara nó sự viết phú sang khả năng sang khả năng chivara Nói tiếng Việt thôi. Dạ, con muốn biết là y phục của tỳ khu tăng là y nội, y vai trái và y tăng và lê. Nhưng mà tại vì có viết thiếu là thiếu cái chữ chi văn sao cái chữ biết khu sang khả năng sang khả năng nó chữ tâm y đi. Dạ. Cái chi văn năng đi. Đỡ đi con. Cái chi văn năng tâm y của tỳ khu tăng. Dạ. Cái khu sang sang sáng. Tâm quân y của tỳ khu tăng là antara wasak kain antara wasak kah antara wasak kah ini yang tadi ya ya dengan pan ya antara wasak kah antara sangga về danh từ nam tánh của chương trình tăng dạ thưa sư giống như chị Chivaran mình mà cái chữ thi Chivaran là mình thêm tiếp đầu ngữ chữ thi ngoài trước hay sao sư? Gì? Dạ con thấy cái chữ chi vá ra là y phục, còn cái chữ thi ngoài trước ký nó là ba, là ba thôi sư. Dạ tam y. Dạ ký chi vá ra là tam y. Dạ con cảm ơn sư. Dạ thưa sư, cho con hỏi là khi mình viết chữ N là chấm trên với chấm dưới nó có giống nhau không sư? À, nó khác nghĩa sư? N chấm trên chấm dưới khác nhau à? Còn M thì giống nhưng mà N thì khác hay sư? Đúng rồi, N nó khác. Dạ, con cảm ơn sư. Khi sa thấp của nó mây biết nó xê rất gian.
tám y. Em đi xa khác. Cái này nếu để tháng cái thêm chữ ma pháp thì trước đó biết kiếm vì sao khác ma pháp của năm nay biết xem vào đêm gì rằm vào đêm rằm tháng về sáng tôi đã quy y tam bảo tam năng tôi đã vào đêm rằm còn đêm rằm vào đêm rằm rồi còn ngày nữa vào đêm rằm rồi còn ngày nữa vào đêm rằm vào đêm của ngày rằm vào đêm trong ngày rằm tháng vi sát hả như là bỏ chân rất thi ra rất thi rằm còn ngày rằm tháng vi sát đi cho nó dễ còn ngày rằm tháng vi sát vì thật thật mà sắc quân nghị kiến xê nó hãy thực tự như mấy rồi như đó ha nãy giờ bên coi đồng hồ như đó thì về về sao mình học tiếp rồi mời lớp nghiệp là bạch sư không thấy màn hình nè à. Bạch sư con không thấy màn hình rồi. Rồi cô có gì lên là buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con kính, xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy, kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh hồi hướng thứ hai do chị Tịnh Hạnh tụng đọc. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Dạ Nam Mô Bụt, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chúng viên hồi hướng một buổi học, phước báo của buổi học hôm nay, nó kêu thiên ạ. Akasatha chaphamatha devanaka mahitika Vunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang Akasatha chaphamatha devanaka mahitika Vunyang no anumodantu chirang rakhantu no karo Akasatha chaphamatha devanaka mahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta dô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sathu 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 sathu. Dạ buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ. Sathu sathu con kính tri ân.